Trời mày chặt hay lắm khổ quá. Cha kêu lộn, cha kêu con chặt là chết luôn. Anh đẻ đây nè mà. Năm mới mong chúc bà ngoại dồi dào sức khỏe, sống lâu với con cháu. Dạ. Ông trăm thử ra. Dạ. Mọi dạ. Bóc qua lý mở miệng cười, em mở miệng cười để yên là thường. Trời ơi, bóc qua lý anh thấy em cười anh để yên thường. Cha mới lên. Con mới lên tới hả? Dạ con lên mới tới nãy. Tết mà ăn món này ngon ha. Này gà cá lóc thôi. Này cá lóc. Còn này cá cha. Nhà làm hay mua? Nhà làm vậy. Trời giỏi dữ vậy. Mua cá gì mà là 40 giờ chín giờ mấy rồi. Mời anh đi không, mời tắt cái nút rồi lên nha. Lần tới nấu. Dạ. Ê, tắt ngồi đó nè, ngày con đi thôi đã. Kè bảo cũng dữ lắm, còn có sự nghiệp ngồi đó đó. Dạ, tình nó kìa, ngồi đó chưa, ngồi đây. Ngồi nó không, mời anh chưa, chị ngồi chưa. Mời em bảo mời đám giỗ rồi, dạ, xếp luôn. Vậy đi chưa? Dạ cậu của Thảo Tại là Út cũng đi về mãi á. Để ra thấy vừa con trái tao mượn chốt vào luôn á. Dạ anh làm gỏi khô hả? Gỏi xài. Để ngồi chú Út đổi ý rồi kìa. Con đi lên à. Ghế là con, cái ghế này ngồi. Dạ dạ. Áo bà ba tím đứng làm gỏi đúng bài làm chất miền Tây luôn nha. Ê, giống mấy cô mà ở trong khu du lịch bận đồ bà ba á. Thôi giống à? Giống lát uống cà phê sát hồi nãy kem quậy cậu bao nhiêu cà phê sát còn không hả? Nãy không đem lên cho nó uống. Thì ý là bà kêu lấy kem cà phê sáng thôi á, bà không có dẫn ra được cái quán luôn á em. Chứ phải mà dắt đi ra. Cha hôm nay nhìn sang giống gì kiệu vậy? Chút chở chị đi Vũng Liêm uống cà phê chồng. Đi luôn. Ghê không? Người bảy đi hái vô găm cái bỏ vô. Ủa rồi cũng cắt khô chứ hả? Chưa trộn trộn đầy cái nha. Ê! Đi làm được không? Đang diễn chưa xong. Làm là phải được em. Ngon không? Vậy đây review cái món này. Ngon. Tôi bỏ cái gì vô. Tôi nói là cho người ta không biết tôi muốn ta học. Tôi bỏ đường cho tôi rồi đâu bây giờ tôi lên đây em sẽ là người review trước cho xé cho em miếng cầu rồi đúc kê miếng gỏi. Khô miếng gỏi trộn gỏi chưa thấm mẹ em rồi nhìn chảy nước miếng. Ba ngày tết ăn thịt rồi nọ máy tạo nắng luôn em con. Dạ. Mà sao năm nay không có thấy xe lạnh gì mà mát không mát ha. Dạ. Chỉ có sáng này đi lễ thấy hơi lạnh lạnh. Không gài mới sáng này á. Đi xe Honda mới thấy lạnh chứ còn đứng cũng đâu lạnh. Thì đúng rồi. Đi xe Honda gió lạnh. Lúc em đi không lạnh mà lúc em về lạnh.
bạc ba má hồng cái dồ, đúng miền Tây là cái dồ phải không Tư? Cái cha đi. Cái cha đi. Khúc gì dài không ta? Thôi ngắn ngắn đi Tư đỡ heo. Em nhớ cái này người ta có xé tay nữa đúng không? Mấy tụi cái ăn này được ta? Đúng không? Quá hấp dẫn luôn á. Cái đó là gì vậy? Gặp chú chát. Món sống hả? Sống. Đó. Từ từ. Từ. Cái này xin ăn được. Kỳ cụ con người ta làm chưa xong xin ăn được không? Đúng, đúng, khô đúng, ngon đúng. Quá. Ngon miếng không? Xong vô rồi. Chưa? Chưa. Rồi, đúng rồi Giang. Thôi, em xin miếng khô. Ớt thì chắc còn có cái này nha, ở đây. Coi chừng cái tay nha. Để tập biết vậy cho nên người ta mới xác bằng cái kéo. Đây, mắm sống. Kẹp thêm miếng mắm với miếng tỏi miếng ớt gì nè. Chú chát. Ném ném người ném miếng cái hết. Thao rồi luôn. Đáng sao hỏi chị Tư nãy em chiên 6-7 con khô mà sao giấc này chị Tư sao còn nhiêu vậy chị Tư hả? Mà chiếm. Mà chiếm à. Cho thêm miếng tỏi đi. Ờ, tới thì em cầm nữa. Cái này, ủa cái này có gì vậy? Mà nặng nó tới. Trời ghê không, ghê không, vô chuyên nghiệp không? Mà cho này ăn cốt rồi. Thêm thêm. Thêm. Dễ hương quá à. Dễ hương quá à. Hello chị Hai, xinh đẹp. Chị Hai đâu? Chị Hai xinh đẹp. Ừ, chị Hai là đẹp nhất. Dễ hương quá. Không có giỡn đi uống cà phê vậy á. Vợ đây chị Tư không có nghe. Ủa sao nghe tiếng nghe nghe đâu? Đi đã. Nghe đi lắm lúa rồi. Lụm lúa rồi. Cây trường rồi. Lụm lúa rồi. Thôi bây giờ nè, mấy đứa em nó mấy em dâu khen quá trời luôn, giỡn đi uống cà phê gì hết. Một chút đi, một chút. Đó. Đó. Rồi nè. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Gia gì hai đó. Gia gì hai rải. Cầm quá lên tới hả? Thử chứ. Còn có lên đó hả? Chứ làm thử đi. Thử đi. Thử. Ủa chị làm chị phải thử đi chứ. Phải thịnh em. Hai. Quá chị muốn. Ngon rồi. Nè dạ. Đi mày. Với con ăn Tết lớn được không? Thôi mắm sống không có gì chị kèm á, sao chị không dám ăn. Kêu chị thử luôn đi. Thôi em ăn con mắm đó, được rồi. Chừng nào làm dạ. Yeah. Qua Tết hả? Qua Tết này con làm bé thử cho. Qua Tết thử cho. Nhưng mà nó thiếu. Không có nhà gì không? Cái bia. Nhìn mặt nó muốn ấy, cái bia nó nói gì vậy? Sao vậy? Nhỏ làm sao? Xin được. Nóng nước đại hả? À, xả hả con? Xăm á. Xăm hả? Cắt. Giờ lấy ra về luôn cho nó đúng rồi đó. Nè. Chị Tư cứ hỏi tiếng chị. Ê hiểu ý vợ nghiệt á không? Chiếc bia. Chị lấy lon bia cho vợ con coi. Không phải chết hả? Cái này nó cũng lên đô lắm. Phải gì là nó ăn cái này cái không phải bia. Cái này cũng tới vậy hả? Được chốt, chỗ ngoài vậy? Cũng tới hả? Còn hai mảng, có cái chua rồi mà cái đó còn hai. Chị Tư chứ gấp hoài. Bà gấp mà bà không đưa bà lên, bà thử vậy. Ôi tôi gấp. Sao? Sao người đẹp? Đó, ngon ha, thiếu không? Có thiếu không? Mắm sống được chưa? Mắm sống để ăn được.
Trời, trời coi kìa. Nó xề quá, cái tay sao nó nằm luôn rồi. Hồi nãy tính tiền nha. Hồi nãy xong tính tiền nha. Đất, nó sẽ chuyên dùng cho nó. Trời trời trời. Anh chịu đợi nổi nó không anh? Anh chịu đời không? Nó kêu á, hàng xăm nó kêu xu á, massage mặt đi, massage đầu. Rồi kêu con bắp á, massage chân đi, rồi hồi nữa anh xăm tính tiền. Trời ơi trời. Cũng cậu hai à. Thôi kìa. Chơi mệt rồi giờ kêu massage đầu cho nó. 24 phút là đó, rồi tới thằng nhỏ thì nó bắt tắm bóp chân. Ba người không? Ba mượn. Ôi trời. Còn mắt xà đầu nữa chứ. Trời trời. Năm mới mong chúc bà ngoại dồi dào sức khỏe. Sống lâu với con cháu. Năm mới con chúc ngoại vui vẻ vạn sự như ý. Sống lâu trăm tuổi với con cháu. Con mong bà anh nhớ hôn ngoại hai cái nha anh. Mạnh khỏe năm cũ qua năm mới, mạnh năm này tới năm kia nha. Dạ. Chúc ngoại nói em già. Em đi nè, qua đây chẳng xăm lên mình tuổi xăm ơi. Năm mới nha. Năm cũ quốc năm mới mạnh khỏe tới mười trăm tuổi nha. Ngoại nha. Không có gì hết trơn nha. Trăm tâm rồi con có đi không? Dạ. Cầm quay đi. Đừng cầm. Đây. Bà cố làm ăn phát tài nè. Phát tài bắt đạt nha. Không có bao lì gì của bà cố mà. Bà lì xì của ta đó. Bà lì xì cho con là cũng rồi đấy, con lì xì cho con. Thôi cậu không có là nhiều sức khỏe mạnh khỏe. Tóc em cài á, em cài bông hoa lý, mở miệng cười em mở miệng cười để ý là thường. Trời ơi bông hoa lý anh thấy em cười anh để ý anh thường. Mười năm.
Coi chừng ngay túi vàng nha bà ngoại. Hả? Túi vàng hay vậy? À, không có, ngoại không có vàng. Cái này mà không có gì hết trơn á. À, cho bà cháu nha. Vô xếp hàng bà cố lì xì cho kìa. À, con trước mẹ. Chúc mừng con à, năm cũ bước qua năm mới mạnh giỏi 100 tuổi. Dạ. Dạ, cảm ơn mẹ. Xăm, xăm vô bà cố lì xì kìa xăm ơi. Ngoại cho con mạnh khỏe. Bắp đâu? Năm 100 tuổi nghe không? À, từ 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 từ, xíu hàng. Tới con ngoại ơi. Chị Tư trước. Ừ, chị Tư nè. Từ con trước luôn đi. Má nghe không? Dạ. Con cho con nè. Cho vợ mày. Dạ con nè. Ở nào nữa? Cho con đi. Con năm tuổi con mới. Con mạnh con trong tư già. Ủa gọi mà. No no. Nào có rồi. Dạ năm mới cũng có Phật cố nhiều sức khỏe. Vui vẻ. Không cài thiên lý gì hết. Anh mở miệng cười, anh thấy em cười, anh thương, nghe không? Sao chúc mà cứ nhìn nhìn. Năm cũ mọi bước là năm mới. Dạ. Cũng như là bằng bà ngoại vậy nha. Dạ, dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. 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 Anh
Như anh ba có vô không? Tư gọi thấy chưa? Dạ. Dạ dạ. Ở dưới này bắt có thấy hết trơn à. Dạ. Anh hai gọn vô, anh hai gọn vô, anh hai gọn. À, rồi đứng cười lên nha. Rồi vui vẻ lên nè. Quá đẹp luôn. Rồi bắp ơi cười đây nè con, bắp, bắp nhìn đây cười con. Rồi xem. Con bảy hôm nay đi xui. Không có xui. Lúc này là lúc là từ 7 giờ 9 giờ. 7 giờ 9 giờ. Chung làm mỗi đêm. Mà ngon nha. Nhớ là không ăn đó. Lúc đầu nãy không ăn đó Phương. Lạ đó. Vậy chứ giờ mẹ kêu nó ăn cháo ăn không? Món gì nó cũng ăn được chưa? Món gì nó cũng được chưa? Ừ, con ăn đi, con ăn đi. Đây mắm sống chú che tôi vô viện. Ừ, con cái nào có ớt rồi con bỏ rồi để con sắp hai con bằm mà qua mà qua nó ba lấy cái thải rồi lấy rồi ra nha đợi người thầy người sư phụ là ai bây giờ ai thầy ai sư phụ rồi cảm ơn vậy, cảm ơn bác. Đi lên. Rồi đi đó con. Đi nhà dì Hai kêu. Đi con. Giờ thèm quá. Rồi giờ qua nhà dì Hai chơi hả chị Tư? Ừ. Đi con. Đi chung lên uống nước nè. Đây thì cái xảo á. Đâu đã vậy ta? Đi kia. Đi con. Lên. Đó. Dạ. Cầm. Dạ. Đây uống nước. Dạ. Bà hai kêu hoài tội chết á. Đi lên đi. Đi lên con. Rồi bà hai nhớ được có ăn cầm á nha. Làm cho không quên. Cầm quá. Cầm tiền, cầm vàng. Nhớ cầm. Cầm chút có buông. Tốt chút rồi không cái em. Đi con qua bển đi. Bà ngồi bển đi. Ngồi đi con. Có chưa có ghế đâu. Rồi vậy mình vô. Vô đâu có bà đi đi. Ngon vậy mọi người. Có ba ly bà hai làm hết cho ba đứa nhỏ. Xéo con nè. Ha ha ha, ai không có trà sữa. Rồi anh vô đi anh. Ủa anh không có uống hả? Dạ. Đâu bây giờ anh ba anh Tư vô với Dũng Hai kìa. Đây không phải. Vậy là anh phá mồi hả anh? Ừ, không nhậu cũng được ăn mồi nè chứ bộ. Anh là phá mồi. Đây không nha.
anh Lộc ơi. Nước qua mà lấy cái đó ra đi con. Để nước qua mà tụi tôi con mới ăn chín ngoại nó hết. Ăn 7 miếng đi con. Mới ăn chín ngoại nó chết luôn gì ngay ơi. Để ăn 7 miếng. Người đã gì đó. Thịt bò ăn với giá. Năm nghìn. Rồi sao? Thôi em muốn đi. Bắp nó đưa cho em. Có bắp là bắp đưa là em phải giải cứu cho bắp chứ. Cái này sao mà nó đỏ được. Ủa sao bạn bên mình nhiều không mà nói vậy? Bạn mình nhìn hấp dẫn chưa? Chị Hai món ai chơi này của chị Hai à? Rồi thôi ăn đi con. Dì dạ. Ăn luôn. À, dì 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 chốt rồi, chị chốt rồi. Đây, nó mở cùm nó lên nè. Dạ. Ủa Tư, có rủ mẹ đi chơi qua dì Hai em Tư. Hả? Có rủ mẹ đi qua dì Hai chơi không? Đâu có. Cơ giá nè. Chưa, để mà chị Út với lên đi rồi. Mẹ mày có ít cả. Ít thôi nha. Mẹ con dắt nguyên một bầy con và cháu ra. Nghe chưa? Đây góc mà đang dễ là chiếc chó gì xa quá. Được được. Dạ, được, rồi, được gì Hai ơi. Hai mình để vô giữa đi khỏi lấy nữa gì Hai ơi. Chị Hai ơi, khỏi góc chị Hai ơi. Con để vô giữa rồi. Đó, mình đồ ăn thì mình giới ra đi quý vị. Không có, ý là người ta để đây cho dễ lấy nè, khổ quá. Giận đi vô nằm trời. Ăn đi con. Chị Hai dùng đi gì Hai. Ăn đi chị, ăn chị Hai. Ăn đục chai đi. Trời có bả kìa. Chị Hai làm hay chị Hai mua? Không, con lê chị mua tàu hủ lá rồi con điều nó mặn á. Trời ơi giỏi quá vậy. Trời mặn chậm khen ăn ngon kìa, chút lên ăn luôn chút anh. Ăn gì ngon? Đồ chai. Ăn thịt bò kho bả chả ớt ngon. Cái gì nữa? Cái gì mà sao cho bà ra đũa đi. Dạ. Rồi mày lên đây đi đều. Ủa cái cô giòn xấu. Sáng đưa vợ đi đưa cô bảy nó ngán mà mê rồi. Để cho mẹ con ngồi kế không được nói gì Hai. Thôi. Thôi ngồi kế tư đi. Nãy ngồi kế em rồi. Giờ con ngồi kế gì Hai nha. Đũa. Gấp để lại. Không. Tự. Tự. Đang kiếm cơm mà kế em tự. Ăn đi luôn. Thôi mà em bắt khói nó cười. Ăn. Mình nó dư ghế phải không anh? Chị Hai chị nói. Dì Hai nói mẹ đi theo mẹ với mẹ đi dắt tụi mình đi ra dì Hai bây giờ kêu mẹ ăn cơm. Cho mẹ ngồi cái kênh. Mẹ ăn cơm nha. Hai quá cười. Có quá đi em. Cười đỏ mặt luôn rồi nè. Ăn hả con? Ăn hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Ăn hả con? Bé giái hoài. Thì đó tao sẽ tao làm bao bếp mới chết. Cái tới giờ hết thấy luôn. Chúng mà làm thấy hoài á. Hai làm vô đó mày không? Thì đó biết bà chết rồi nhìn cái gì đó rồi. Đó bà thấy hai lần bà mặc cái áo xanh mà cục tay vậy mà cũng không đứng đâu. Thấy hai lần vậy đó. Còn một lần thì dẫn đi chùa. Bạn cái áo mà phát mà nhung á. Cái áo chừa lại là tôi thấy bà đang mặc. Đen. Cái áo mà cha hay cắt đồ quá. Trời trong phòng á, dễ dễ trong phòng á. Cháo hạt mà. Nãy giờ nghe cầm nói người ta còn ở nhà. Thử giờ bây giờ người ta đi học đạo rồi. Thì chị không biết ăn chay à. Ngon á. Bữa chị ba có đem về cho dì Hai canh chua chay không?
dây dưới này vậy, nấu một mâm đồ chay nhóc. Dạ. Rồi giờ chiều nó để chảnh nó cúng chảnh luôn. Dạ. Hôm qua gì heo quay gì đó được thì lúc. Dạ. Nên thôi mày lấy chảnh cúng chảnh đi. Dưới này mẹ nấu nhóc rồi. Rồi mẹ con đi vô chỗ sân nào lục gỗng con gỗng trong đó đó. Hồi nào cái chị con tưởng đâu là cha con chạy con có chạy lên trên con câu ngoài đúng không? Biết ảnh thì con na chừng nào mẹ là còn nằm nhà trên ngủ trên bụi ngựa đàng hoàng ban ngày, cha ngủ trên bụi ngựa nhà trên đàng hoàng, mà tại sao đằng sau ai sóc nồi ơ rỗng rãng mà nghe tiếng ho là y gan cái tiếng ho của mẹ con luôn trong 49 ngày đó đó. Ông thanh lập á, cái bị lạc qua ông hồi sáng ông nằm ngủ rồi đó ha. Dạ. Ông chết rồi mấy nhỏ nó ngồi ông đi ngủ ngái ho ho. Vậy là người ta chưa có đi á không? Trong cái riêu bút chết mà chưa đi. Em nghe nói người ta vẫn còn tưởng người ta còn sống không? 49 rồi. Bà năm á, người năm phải bữa đó anh Tâm ngủ thấy bà. Bà ngồi ngay mũi tre mới bà năm ông hỏi vậy đó nha, bà chết rồi sao bà còn ngồi đây vậy? Mày cũng thấy vậy rồi là sao không hỏi thấy dạ nữa. Anh Tâm nói cái gì nhìn ra mấy cái thấy bà chết rồi xuống bà trai dạ, có mình chưa 49 ngày bà chưa đi con ơi trả lời anh Tâm vậy đó. Đây là cái sáng anh hỏi chồng tới 49 ngày bà năm cho em con ơi sao mà nghe Tâm là từ đó tới sao anh phải luôn á. Ông cố ông chết hồi gì mà có 17 tuổi á, mà thằng Nam nó sang cái giường, thằng Khôn nó sang cho thằng Nam là cũng có khoảng 10 năm hồi sang mà chưa đẻ Hải nha, tới khẽ bị thằng Hải bị chạm rồi ông gì ông bận bộ đồ đen ông nó đất tao nó bán hết trơn tao còn có chút là ổng gì ổng nói vậy luôn á. Dạ. Rồi ổng còn có chút cái mã lại gì nó bán cho Nam, Nam mua hết cho mình chép lên thôi. Nói chân ga thôi là anh tụi bắt đó. Đi vô nhà đâu cả. Dạ. Mẹ có nhà không? Mẹ mày đi ra bà nội mà không biết gì chưa đâu, điện cho mẹ cái gì vậy không xuống rồi kêu xuống thôi tao quên điện đó nữa. Dạ, Tâm cái này mới trụng lên nóng rồi không? Dạ. Cái này ngon quá nè. Ăn cơm ngon. Gắp cho mẹ ăn miếng thôi. Gắp cho mẹ ăn miếng. Không, nói chung á, nhà trụng á. Anh Tư cũng vậy, nói đồ chay là thôi, miễn bà. Mẹ chắc ba cũng khoái ăn á. Hương vợ nhìn trong món này coi gì, mẹ cũng khoái ăn cho nè. Mẹ chắc cũng dễ ăn hả? Mẹ dễ ăn. Vậy là ai khó ăn ta? Em thấy cha cũng đâu đến nổi đâu. Mẹ dễ ăn lắm. Gì mới ăn được. Chuyện của người ta chết gia đình người ta biết chứ mình đâu có biết. Ví dụ cha mẹ mình mất. Ăn đi đâu ăn đi con. Biết thôi, nhớ là mình tưởng tượng trong cái đầu của mình.